cho tất cả các bạn và anh em thấy à. Nay mình gặp chiếc Yamaha Jupiter này, đời đầu này. Đang bị mất điện cam áp. Mình đã tháo một số chi tiết ra rồi. Và bắt đầu hướng dẫn anh em và các bạn kiểm tra xem chiếc xe này nó bị làm sao mà mất điện cao áp các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu mở khóa lên đạp xem con này có điện hay là như thế nào đã các bạn nhá. Sau bắt đầu chúng ta giải quyết từng bộ phận một. Đấy, như vậy là con này không có một tí điện nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra từng bước một các bạn nha. Đầu tiên các bạn rút cho mình cái dao ổ khóa ra. Dao ổ khóa có 2 dây này. Đấy. Sau đó các bạn đo. Các bạn rút cả IC ra cho mình nhá. Con này là con điện này là đây là con IC các bạn rút cho mình ra này. Và cái dòng này là nó chạy điện theo điện bình các bạn nhá. Điện bình sau khóa các bạn nhá. Và qua điện kích điện từ con nạp vào bình kích lên. Qua con kích từ dưới cuộn ở bên kia để làm cho xe có điện các bạn nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu mình rút con IC ra này. Tháo luôn cái cầu chì ra nữa. Đấy, bây giờ mình hướng dẫn các bạn đo nhá. Đồng hồ các bạn để thang thông mạch các bạn nhá. Đấy. Rồi để thang thông mạch này. Một giây này các bạn đo dây lâu này cho mình trước. Bởi vì dây lâu này nó từ chân IC lên ổ khóa là nó thông nhau các bạn nha. Đây là dây lâu. Đấy. Đây cũng là dây lâu các bạn nha. Đấy, các bạn đo hai cái đầu này xem có thông không đã các bạn nha. Bây giờ mình cắm đồng hồ vào này. Một đầu mình cắm vào đầu chân ở dây ổ khóa các bạn nhá. Còn một đầu là mình cắm vào cái chân IC này dây màu lâu các bạn nhá. Bây giờ cắm vào này. Đấy, như này là dây này kết luận dây này không bị đứt các bạn nhá. Bây giờ tiếp theo sang dây khác. Bây giờ vẫn cái rác đó. Các bạn cắm cho mình vào cái dây màu đỏ các bạn nhá. Dây màu đỏ này. Đấy. Đây dây màu đỏ này. Và một đầu các bạn đo cho mình vào cái đầu ở cầu chì này các bạn nhá. Đây là các bạn quan tâm cái chỗ khu vực này thôi. Đấy. Xe Yamaha Jupiter Sirius này nó có cái chỗ này. Đấy, các bạn cứ để ý là cái khu vực này nhá. Đây là dây cầu chì đấu ở đây. Đấy, đây là dây cầu chì các bạn bỏ ra các bạn đo xem nó có thông lên ổ khóa không. Nó có bị đứt không. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ này. Đấy, kết luận là dây ở ổ khóa không đứt các bạn nhá. Đấy, bước tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa các bạn đo cho mình cái dây màu da cam này các bạn nhá. Dây màu da cam ở chân IC này chạy ra đâu? Chạy ra cái rắc dương ở con mô bin này các bạn nhá. Con mô bin sườn này. Đấy. Đây là dây màu da cam này các bạn này. Đấy. Các bạn đo cho mình dây này xem nó có bị đứt không. Dây này mà bị đứt ngầm thì cũng không có điện các bạn nhá. Đấy. Những trường hợp này là các bạn phải đo đường dây trước. Đấy, bây giờ mình bắt đầu cắm vào đo nha. Rồi các bạn để ý này, cái rác này này mình vừa rút ở con mô bin này ra nha các bạn nha. Cái rác này mình vừa rút đây ra này. Đấy. Đây mình để ở đây. Mình cắm cái dây một dây đồng hồ ở đây. Một dây nữa mình cắm vào cái đầu dây màu cam ở đây các bạn nha. Bây giờ bắt đầu mình cắm này. Cắm dây màu cam này. Các bạn nhìn đồng hồ này. Đấy. Kết luận là dây ra mô bin không bị đứt các bạn nha. Từ chân IC ra mô bin không bị đứt. Đấy. Như vậy là dây dương từ dây ổ khóa này đi xuống dưới này không bị đứt này. Đấy.
Dây sau khóa là dây màu nâu này, chạy xuống chân IC. Đây dây màu nâu đây. Đây dây này màu nâu này. Đấy, cũng không bị đứt các bạn nhá. Và dây màu cam từ chân IC ra đầu mobin đánh lửa cũng không bị đứt. Vậy thì lý do tại sao lại không có điện. Đấy, bây giờ để cho nó chắc ăn, mình cũng đã chuẩn bị một con IC mới rồi các bạn nhá. Con IC này là con IC nội địa thôi, không phải hàng xịn, nhưng mà thử vào vẫn được các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình cắm con IC này vào, mình thử xem có điện hay không, xem có phải chết IC không các bạn nhá. Rồi, IC cắm vào rồi nhá. Bây giờ lại cắm rắc ổ khóa vào đạp xem có điện không các bạn nhá. Nếu mà có điện thì là kết luận con này bị chết IC các bạn nhá. Còn đường dây từ IC lên ổ khóa là không việc gì rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu đạp thử cho các bạn xem có điện hay không này. Rồi bây giờ cắm rắc ổ khóa vào bắt đầu đạp xem có điện không các bạn nhá. Không có điện. Bây giờ cũng không bị đứt. Vẫn không có điện. Như vậy là vẫn không có điện các bạn nhá. Kết luận là không, con này không phải chết IC. Bây giờ chúng ta kiểm tra đến bộ phận khác nhá. Bước tiếp theo nữa các bạn kiểm tra cho mình cái dây dương ở chân con nạp. Đây các bạn nha, đây là rác con nạp này. Rác con nạp có 4 dây như hàng Honda thôi. Cũng đỏ, đen, vàng trắng, nạp và đèn á. Còn dòng IA là dây đen là dây mát các bạn nha. Dây dương vẫn là màu đỏ này. Đấy, bây giờ các bạn đo cái dây này xem nó có bị đứt không. Từ chân con nạp vào ắc quy vào cái chỗ cầu chì ấy, xem nó có lạc vào không. Đấy, bây giờ đo một đầu là mình cắm đây nhá, cắm vào dây đồng hồ này, một đầu mình cắm đây xem có thông hay không. Nếu mà không thông thì lại bị đứt. Có nhỉ. Đây. Đấy, các bạn nhìn xem đồng hồ thông chạy nha các bạn nhá. Dây dương từ ổ khóa vào xin lỗi các bạn, dây dương từ chân con nạp vào bình ắc quy là không bị đứt. Đấy, bây giờ tiếp theo nữa là các bạn kiểm tra cho mình cái cuộn bên kia bằng cách nào. Thì các bạn rút rác con sạc ra đây, mình lại rút ra rồi đây, bỏ cái dây này ra đây. Dây dương này đo thông rồi các bạn không cần quan tâm đến các bạn nha. Kệ nó. Bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến ba dây này thôi. Dây đen này, dây trắng và dây vàng các bạn nha. Nào để biết được ba dây này như thế nào thì theo như cách của mình thử bằng cái đèn thử thì nó sẽ hay hơn. Bởi vì các bạn dùng đồng hồ đo nó vẫn có thể thông, nhưng biết đâu nó bị chết om nhưng mà dây nó chưa đứt hết, nó vẫn thông các bạn nha. Thử bằng cái phương pháp mà dùng khởi động thử bằng đèn thử là mình thấy hay hơn các bạn nha. Còn đồng hồ thì có đây nhưng mà mình thử bằng đồng hồ không thể chính xác tuyệt đối được cái phương pháp này. Đây cũng là do kinh nghiệm thôi các bạn nha. Và bây giờ mình bắt đầu thử cho các bạn xem nó như thế nào nha. Trước khi thử cái đầu chân sạc bên này thì các bạn qua bên kia kiểm tra xem hai rác ở từ lốc mâm nửa lên xem nó có bị đứt chập chạp gì không các bạn nha. Mà thử đây cũng biết được, nhưng mà trước hết mình sang đấy mình kiểm tra xem đã. Từ mâm nửa lên nó có hai cái rắc như này các bạn nha. Đây rắc này là rắc con kích này. Đây là dương con kích, đây là mát của con kích này. Đấy, nó một dây dây này là nó dây hồng và dây trắng các bạn nha. Hai dây này cái đó. Đây mình thử con nào thì mình xem cái dây này cũng đen với vàng và trắng các bạn nha. Mát, đèn và lạp này. Đấy, mát, đèn và lạp này.
rắc nước vẫn ngon các bạn nhá. Và bây giờ mình sang kia mình thử cho các bạn xem nhá, xem nó có gì không. Trước khi thử vào chân con nạp thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái đèn thử như thế này. Đấy, đây là mình chế, đây là cái đầu nó có sắt này, mình chế cái bóng cái đầu ra mát, còn dương là mình cho cái que này. Đấy, thử thì các bạn cắm một đầu vào dây vàng các bạn nha, cắm vào dây vàng trước này, cắm đây. Đấy, sau đó đây cắm vào một đầu dương, cắm vào dây vàng các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn kỹ này, còn một đầu ra mát là dí như này, dí đây các bạn, dí vào chỗ nào có mát thì các bạn dí. Rồi các bạn đạp, các bạn đạp xem cái bóng này nó sáng không. Nếu bóng này không sáng thì có nghĩa là cái đèn ở bên kia, hệ thống nửa phát nửa điện đèn ấy, bị cháy bị chết rồi. Đấy, thử như này tương tự dây trắng thế các bạn nhá. Bây giờ mình thử cho các bạn xem nhá, nếu bóng này sáng thì là ok, còn không sáng là bên kia bị toi rồi nhá. Bây giờ mình bắt đầu thử cho các bạn xem nhá. Như vậy đèn sáng các bạn nhá. Bây giờ các bạn lại cắm sang cái dây trắng này. Đấy, đây dây trắng đây, cắm sang đây. Rồi các bạn lại dí vào đây là đạp xem có điện không, à xem có đèn này có sáng không. Đấy, như vậy là vẫn sáng các bạn nhá. Như vậy kết luận là lửa và đèn từ dưới mâm kia bên kia lên là không bị gì các bạn nhá. Đấy, như vậy là kết luận là con nạp này cũng không việc gì cả. Và lý do tại sao bây giờ chúng ta kiểm tra tiếp đến con khiển các bạn nha. Con khiển từ đến giờ nó chưa đo. Đấy, con này khả năng chết một khiển rồi. Đèn và nạp không sao, dây dọ thì không việc gì. Đấy, con nạp này không chết các bạn nha, nằm không việc gì luôn. Bây giờ thử cho các bạn một cách nữa để các bạn kiểm tra tiếp nha. Bây giờ các bạn cắm cho mình cái con nạp này vào, cắm con nạp vào dây dợ để cho nó ngoan một tí này. Đấy, sau đó các bạn bỏ cái dây cầu chì ra. Đây là dây cầu chì lại ở đâu, đây là dây cầu chì các bạn nha. Bây giờ bỏ ra các bạn, mở không cần mở khóa, mở bỏ cái này ra, các bạn đạp, các bạn dí vào đây. Đấy, nếu dây này có điện thì là cuộn bên kia cũng không vì gì các bạn nha, và con nạp cũng không vì gì. Nhưng mà đạp ơi, tia lửa điện đây nó hơi nhỏ các bạn nha, nhìn nó không được rõ lắm. Đấy, bây giờ mình đạp thử xem có gì không các bạn nha. Mình đạp mạnh, dùng lực đạp là nó sẽ chuẩn nhất. Đấy, như vậy là có điện nha các bạn nha. Đấy, dây này có điện. Như vậy kết luận là củ ở bên kia là không bị gì, à con nạp không bị gì, quên xin lỗi các bạn. Ở đây là mình kiểm tra con nạp trong có chết hay không. Đấy, nó là như vậy. Bây giờ bước tiếp theo nữa là các bạn đo cho mình cái con kích thôi, xem con này sống hay chết. Mỗi con kích này là chưa đo này, ở chỗ là đo ăn kích thì các bạn rút cái rắc IC ra các bạn nha. Và các bạn rút rắc IC ra, các bạn đo con kích này. Một giây các bạn, đồng hồ các bạn để thang, đồng hồ của mình là mình để thang 200k các bạn nha. Còn đồng hồ của các bạn để lúc nào mình không biết, nhưng mà của mình để lớp 200k này. Đấy, là đo. Bởi vì con kích của dòng này nó tầm 300 trở lên các bạn nha. Bây giờ đo xem nó được bao nhiêu. Đấy, một dây ở đồng hồ mình đã cắm vào dây trắng này. Bạn đo là các bạn đo dây trắng và dây hồng này nhá. Dây này này, dây đỏ sẫm này. Dây đỏ đi. Đấy, dây này nó thông với cái con kích ở bên kia kìa. Đấy, đấy mình chỉ á. Bây giờ đo xem nó được bao nhiêu các bạn nhá. Các bạn nhìn đồng hồ. Ủa, con này chết kích rồi các bạn nhá.
Đấy, tất cả đường dây dợ, không có gì hết. Con này chết kích rồi. Bây giờ mình kéo ra mình đo lại các bạn xem. Cắm lại xem sao. Cắm lại này. Ôi con này chết kích rồi. Đấy. Như vậy là kích bị chết. Không có điện nổ từ bên kia nha, con kích ở bên kia các bạn nha. Vậy này là các bạn phải tháo cái lốc bên kia ra để các bạn thay con kích rồi. Đấy. Còn cuộn đèn của nó là không gì. Đấy, có chết con kích làm nào không có điện nguồn là phải. Rõ ràng thử sạc súng là ok hết. Đó. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em và các bạn bắt bệnh xe Yamaha mất điện nguồn các bạn nhá, mất điện cao áp. Đấy. Các phương pháp đo và các phương pháp thử mình đã chỉ cho anh em và các bạn mới vào nghề các bạn nhá. Có gì mà thắc mắc không hiểu các bạn cứ bình luận bên dưới, sau chúng ta cùng bàn bạc nhau về nghề nghiệp các bạn nhá. Các bạn nhớ xem kỹ video và đăng ký kênh các bạn nhá. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút chuông rồi các bạn nhận được thông báo những video tiếp theo các bạn nhá. Các bạn được xem miễn phí hết. Đấy, có gì thắc mắc thì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn sau. Các bạn nha, tạm biệt các bạn.